Xin chào các bác, chào mừng các bác quay lại kênh YouTube của Shop 688. Hôm nay thì em có một số mẫu gian đang được giảm giá rất là nhiều. Đó là những chiếc xe gian đua, như chiếc gian đây là gian XTC ADV2 2021 thì con này đang còn giá 54.500 và đang giảm 5%. Hay chiếc Farad SL2 này 14.750.000 phiên bản 2021 với nâng cấp càng carbon, con này đang có giá là giảm giá 5%. X-Kit 3 City, X-Kit 1 này, X-Kit 2 này. Đấy, ATX 810, 720, XTC 800 2020. Tất cả những mẫu xe gian này em còn rất là nhiều và đang có chương trình giảm giá cho các bác. Khi bác mua hàng. Đấy, đây có cả mẫu ATX 610 phiên bản vành 24 này. ATX 620 này. X-Kit 3 này. Ngoài X-Kit 3 ra thì có cả bản X-Kit Init. Con này là Init Hunter này 2.0. Tất cả những mẫu xe này bên đại Shop 788 là chương trình siêu giảm giá. Hôm nay em làm video quay tất cả những mẫu gian để các bác biết được chương trình. Đây có chiếc XTC 820 2021. Tất cả những mẫu xe này hiện tại bên em đang có chương trình giảm giá từ 4% đối với những chiếc xe dưới 10 triệu và 5% đối với những chiếc xe trên 10 triệu, và đặc biệt trên 30 triệu sẽ có chương trình ưu đãi giảm giá hơn. Đấy. Tuy nhiên rất nhiều các bác đang quan tâm mẫu xe này và hỏi giá bán rất là nhiều nên em làm video luôn tổng thể tất cả các mẫu xe giảm cho các bác biết được. Đây có chiếc Anin Mocha này. Con này một mẫu cổ điển này. Con này 8.550.000 giảm 4%. Rất là nhiều mẫu gian các bác nhá, nên các bác cứ có thể qua trực tiếp Shop 788 tại 3 chi nhánh để trực tiếp trải nghiệm ngồi thử cũng như là xem xét xem chiếc xe nào hợp lý. Là sử hôm qua có một bác đang mua con X-Kit 2 chẳng hạn, bác ấy đang năn tăn con X-Kit 1 thì nữa. Hai con này chỉ khác nhau mỗi phanh dầu này, và khác nhau đó là càng của X-Kit 1 là phanh càng hợp kim các hợp kim nhôm, còn X-Kit 2 là hợp kim thép. Đấy, ngoài ra thì khác nhau thêm về một tí bộ đề nữa, nên sau cùng thì bác cũng lấy con X-Kit 2 với phiên bản 2020 giá rẻ hơn nhưng mà cấu hình nó đỡ được. Nói chung trong tầm giá dưới 10 triệu con X-Kit 2 đi rất là ngon, phanh đĩa mà. Rất nhiều mẫu da màu sắc đầy đủ hết các bác nha. Các bác có thể chat trực tiếp với Zalo bên em 0936307317 để được tư vấn, hoặc qua trực tiếp showroom như bên em này. Qua trực tiếp này. Xe rất là nhiều, cực kỳ nhiều xe luôn, qua thích ngồi mã nào cũng được. Đây là sử đây còn cái mã 18 này, 20 này, 24 này, xe phổ thông này, xe mini, xe trẻ em, rất là nhiều các mã xe. Từ những cái mã xe giá rẻ đến mã xe cao cấp đều có hết các bác nha. Thì các bác cứ qua trực tiếp shop bên em hoặc là đặt hàng một cách alo hotline 0933522186. Bên em sẽ tư vấn cho các bác một chiếc xe nào phù hợp. Đấy, còn đây hôm nay mình làm video thông báo cho các bác biết là những mỡ gian đang có chương trình giảm giá, nên các bác nào muốn mua xe đợt này hãy mua đi, đừng chần chừ nữa. Nếu chần chừ là giá sẽ tăng rất là nhiều, nhưng nhiều bác là trước mua xe này, mua chậm và giá tăng mấy lên mấy phần trăm nữa. Đây là video của em xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bác dành ra để xem video. Xin chào các bác.